10 quái vật đại dương đáng sợ nhất thời tiền sử. Những sinh vật lớn và đáng sợ nhất thế giới từng sinh sống trong lòng các đại dương cách đây hàng triệu năm và dưới đây là 10 loài quái vật đại dương to lớn và đáng sợ nhất. Vị trí số 1, Ngư long Shastosaurus Ngư lông là động vật săn mồi trông giống như cá heo sống trong kỷ Trias cách đây hơn 200 triệu năm. Kích thước của nó thực sự khổng lồ và giành danh hiệu loài bò sát biển lớn nhất từng được biết đến. Một con ngư lông trưởng thành có chiều dài là 20 mét dài nhất so với các loài động vật săn mồi khác. Và tuy nhiên sinh vật to xác này có vẻ không quá đáng sợ khi mà nó không phải là động vật ăn tạp mà chủ yếu chỉ ăn cá. Vị trí thứ 9 là cá sấu khổng lồ, Deinosaurus cá sấu khổng lồ thống trị đại dương thời cổ đại Dagosaurus lần đầu tiên được phát hiện ở nước Đức. Nó có thân hình giống với lò bò sát và sở hữu những kỹ năng săn mồi khủng khiếp, có thể sánh ngang với cá voi sát thủ ngày nay và kẻ hủy diệt nổi tiếng nhất một thời đại khủng long bò chúa Tyrannosaurus cũng là sát thủ hàng đầu của đại dương kỷ Jura. Ngày nay, thì sự hóa thạch của Dagosaurus được tìm thấy ở khắp các đại dương từ Anh, Nga cho tới Argentina. Dù được so sánh là rất giống với cá sấu hiện đại ngày nay, song thì Dacosaurus có kích thước đồ sổ hơn hẳn. Một con Dacosaurus có thể dài tới 5 mét và đặc điểm xương hàm, hàm răng của nó khiến cho các nhà khoa học kết luận Dacosaurus là mồi. Trong những loài giả thú săn mồi đỉnh nhất thời cổ đại. Vị trí thứ 8, Chúa tể đại dương Thalassomedon. Thalassomedon là một loài Pyrosaurus, loài bò sát biển khổng lồ theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là chúa tệ của đại dương. Không phải bỗng dưng mà người ta đặt cho nó cái tên như vậy. Một con Thalassomedon có chiều dài khoảng 12 mét và có chân chèo cũng dài tới 2 mét, cho phép nó bơi tới những vùng biển sâu nhất. Với chiếc cổ dài 6 mét, sẽ dễ dàng giúp cho Thalassomedon đốt con mồi và nút trọn trong suốt kỳ phân trắng thì thalassomidae được mệnh danh là loài động vật ăn thịt đáng sợ nhất của đại dương. tuy nhiên thì danh hiệu này của thalassomidae không còn khi loài khủng long ăn thịt mới sống dưới biển xuất hiện. vị trí thứ bảy đó chính là thợ săn dưới nước Notosaurus Nothosaurus chỉ có chiều dài là 4m nhưng là một trong những thợ săn dưới nước hung hãn nhất với cái miệng rộng đầy răng nhọn khoác sắc lẹm và hướng ra bên ngoài. Chứng tỏ Nothosaurus rất háu ăn, thức ăn chính của nó là mực và cá. Nothosaurus được cho là loài động vật săn mồi phục kích chuyên tấn công và tiêu diệt con mồi bằng tốc độ và bất ngờ. Người ta tin rằng Nothosaurus có họ hàng với Pilosaurus, loài bò sắc biển khổng lồ, hóa thạch cho thấy rằng chúng sống trong kỷ Trias cách đây hơn 200 triệu năm. Vị trí thứ 6 là khủng long duy nước Thalosaurus. Kích thước của Tylosaurus cực kỳ đồ sộ với chiều dài lên tới 15 mét. Chế độ ăn uống của Tylosaurus rất đa dạng và dạ dày hóa thạch. Được tìm thấy của Tylosaurus vẫn còn lưu lại dấu tích của những gì. Nó đã ăn bao gồm có cá, cá mập, thang lăng cổ dài, một số loài chim không bay được và thậm chí những động loại nhỏ hơn của nó. Tylosaurus sống trong suốt giai đoạn cuối kỷ phấn trắng ở khắp các vùng biển Bắc Mỹ và trở thành một trong những loài động vật săn mồi đỉnh nhất trong vài triệu năm vị trí thứ 5, ngư lông talas storstron sorofatric chỉ mới được phát hiện gần đây t sorofatric nổi tiếng với kích thước đồ sộ tương đương một chiếc xe buýt trường học một con t sorofatric trưởng thành có chiều dài khoảng 9 mét. Nó thuộc nhóm đầu tiên của loài ngư lông sống trong kỷ Trias cách đây 244 triệu năm. Sau kỷ tuyệt chủng Permi dẫn đến sự tuyệt chủng của hàng loạt loài sinh vật lớn nhất trên trái đất, 95% sinh vật biển được cho là đã bị xóa sổ. Loài Thysaurophatrix vẫn còn sống sót trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, thì việc phát hiện ra chúng mang lại cho các nhà khoa học hiểu biết mới về sự phục hồi nhanh chóng của hệ sinh thái. Vị trí thứ tư, bò sát cổ dài Thanitrophyrus. Thanitrophyrus là loài bò sát không hoàn toàn thuộc về biển. Tuy nhiên thì với khẩu phần ăn chủ yếu của chúng là cá nên các nhà khoa học cho rằng Thanitrophyrus chủ yếu sống dưới nước, nổi tiếng với chiếc cổ siêu dài để săn bắt cá. Một con Thanitrophyrus trưởng thành có chiều dài khoảng 6 mét và được cho là đã sống trong kỷ triết cách đây gần 215 triệu năm. Vị trí thứ ba, sát thủ Leo Vlorodon. Leo Vlerodan là một loài bọt sát biển dài hơn 6 mét. Nó chủ yếu sống ở các vùng biển bao phủ châu Âu, trong kỷ Jura và là một trong những sát thủ hàng đầu. Hàm của chúng được cho là dài khoảng 3 mét gần bằng nửa chiều dài cơ thể. Với hàm răng khủng bố này, không khó hiểu khi Leo Vlerodan là kẻ thống trị chuỗi thức ăn dưới biển trong thời tiền sử. Vị trí áo quân đã thuộc về cả khổng lồ của biến cả Mosasaurus. Nếu một con Liboblerodon được cho là rất lớn thì một con Mesasaurus sẽ được cho là khổng lồ nhiều bằng chứng cho thấy Mosasaurus có thể đạt tới chiều dài là 15 m và là loài động vật săn mồi lớn nhất của đại dương trong kỷ phấn trắng. Đầu của Mosasaurus giống như là một con cá sấu châu Phi, với hàng trăm chiếc răng sắc nhọn có khả năng giết chết ngay cả những kẻ thù có bộ áo giáp kín đáo nhất. Và vị trí số 1 đã thuộc về cá mập khổng lồ Megalodon. Megalodon sống trong kỷ nguyên Cenozoic Đại Tân Sinh cách đây từ 28 tới 1,5 triệu năm về trước, được coi là một trong những động vật ăn thịt to lớn nhất trong lịch sử động vật có xương sống, để được xem là phiên bản vĩ đại của cá mập trắng khổng lồ hiện nay. Tuy nhiên, nếu con cá mập trắng khổng lồ chỉ dài tối đa là 6m thì Megalodon đạt tổng chiều dài tới 20m và cân nặng là 103 tấn. Do đó thì Megalodon được coi là loài cá mập lớn nhất dưới đại dương và là một trong những loài sinh vật biển lớn nhất từng được biết đến. News TV kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.